xe. Trời, cái gì vậy? Mày chạy đi. Xuống xe. Chờ tao không xuống á, mày làm gì tao? Ê mày, mày làm gì á? Ê, hỏi tao coi mày làm gì? Làm gì cái thằng chó? Ui da. Đi này mày làm gì vậy? Hả? Mày khùng không? Xe của tao không chở loại sở khanh như mày. Ừ, mày nói sở khanh. Ây da. Ây da. Ôi, coi thôi. Thằng chó. Ây da ơi. Thằng chó nói cho thằng sở khanh nghe. Muốn win nào thì chọn một bên thôi. Ây da. Ơi. Thằng chó. Tiền của mày nè. Tao à. Ây da. Thằng chó. Gì? Cái gì? Mày đánh tao mày. Nhịn đi thôi mày. Dạ. Ngon thiệt á. Chị ơi. Đêm qua em nằm mơ bị mãn kinh sớm á. Em nói gì? Thì mơ như vậy á. Rồi sao? Chắc là phải kết hôn thôi. Em đừng nói chị là em lấy cha sợ đó nha. Cái hàng cha đó. Thực ra cũng được mà. Cái tên có hơi kỳ kỳ một chút này. Tính cách thì hơi linh tinh một xíu thôi. Nhưng mà cũng được mà. Với lại bọn em quen nhau 3 năm rồi. Biết sao bây giờ. Em có quen 10 năm cũng không được cưới cha đó. Cái kiểu đó cưới về chỉ hầu hạ suốt cả đời thôi. Đây là một bệnh hiếm gặp do sự biến đổi của nội tiết tố. Vậy bây giờ em phải làm gì ạ? Nếu mà em muốn có con á, chị nghĩ á, em nên chuẩn bị trước khi quá trễ luôn. Gì gấp vậy cưng? Mình kết hôn đi. Em xịn phòng. Này, ngay bây giờ em đang nghiêm túc cầu hôn anh á. Chỉ là em không mang theo nhẫn thôi, biết chưa? Em có bầu hả? Sao mà được ta? Ngay từ đầu em đã nói rồi đúng không? Bao giờ em muốn là mình kết hôn liền mà. Tại đó em nói với anh là em thích độc thân. Rồi, em đổi ý rồi. Em chốt hết tất cả mọi thứ rồi. Cuối tuần sau, địa điểm thì mọi thứ xong xuôi hết. Anh chỉ việc tới thôi. Mà mình quen nhau cũng lâu rồi. Bây giờ mình có cưới luôn cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Đám cưới chưa phải ăn mì gói đâu. Mình còn phải viết thiệp mời nè.
rồi mời nhà trai nhà gái nè. Rồi còn... em đã lo hết, em lo hết luôn được chưa? Anh chỉ được đẹp trai rồi đến thôi. Em chưa nói chuyện xong mà. Không còn nói gì nữa. Thấy anh không muốn kết hôn với em đúng không? Hả? Không phải. Ý anh không phải là vậy. Ý sao? Hả? Cái này em biết kìa. Cảm ơn nha. Coi cổ có sao không kìa? Không sao đâu. Tao lấy xe đi. Sẽ cưới nhau. Mình nhất định sẽ cưới nhau. Nhá. Nhá. Em. Tới rồi. Về cẩn thận nha, anh về trước nha. Đáng yêu quá. Người yêu ơi. À. Anh nhớ nhá. À. Anh nhớ là cuối tuần này phải đến đúng giờ. Em sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. À. Anh chỉ việc tới thôi. À. Anh yêu anh. À. Bye bye. Bye. Em. Anh đã quên bóp rồi. Không quan trọng. Chuyện nhỏ. Anh Nhi ơi. Này. Ê. Khoan, không cần thối lại đâu. Cần đưa người yêu của tôi về nhà an toàn là được. Nhá. Nhớ về nhà an toàn nhá. Bye. Anh có cần đưa cô ấy vô nhà không? Khỏi, phụ nữ mà. Nhìn thì tưởng yếu đuối, nhưng thật là mạnh mẽ lắm. Mở cửa cho tôi với. Trời ơi, ở nhà có một mình mà bấm chuông nhiệt tình quá. Điểm thứ hai, đi chú em. Nè. Ở đây là có 210.000 nha. Lát là phải thôi đúng 290.000 nha. Đây. Bye bye. Em yêu anh. Alo, cục cưng hả? Anh đang trên đường qua với em nè. Đợi anh chút xíu nha. Nhớ lắm luôn á. Hôn 1.000 cái nè. Anh biết rồi, 5 phút nữa là anh có mặt nha. Ah!
xe kiểu gì vậy? Tôi không lái xe cho loại người như anh. Mày mày điên hả? Xuống xe. Trời, cái gì vậy? Mày chạy đi. Xuống xe. Chờ tao không xuống á, mày làm gì tao? Ê, mày làm gì á? Ê, hỏi tao coi mày làm gì? Làm gì cái thằng chó? Ui da. Đi ngày mày làm gì vậy? Hả? Mày khùng không? Xe của tao không chở loại sở khanh như mày. Ừ, mày nói sở khanh. Ôi, coi thôi, con. Trời ơi. Chó nói cho thằng sở khanh nghe. Muốn win nào thì chọn một bên thôi. Ơi. Thằng chó. Tiền của mày nè. Đau quá. Thằng chó. Gì? Cái gì? Bên tao mày. Cái cục bắp. Bên tao mày, không về đây. Trời ơi. Nhịn đi thôi mày.